Rồi mình quay một cái video nha em bạn. Thì các bạn đi khóa đĩa hoặc là khóa dây bánh trước á, mình thấy một tháng mình làm rất là nhiều ca nha các bạn. Thì lúc lên xe á, các bạn không có quên mở cái phần khóa dây ra hoặc là khóa dĩa này ra nè. Nó chỉ cần nhấp nhẹ cái lỗ này nó không cong đĩa mà nó quầy ra cái thôi. Và nó đi qua nó sẽ quét vô cái bố thắng làm sẹt sẹt, không bao giờ trị hết nha các bạn. Trừ khi các bạn thay dĩa mới thì mới hết được. Còn tiếp theo hôm nay mình cái ca này là người ta phá cái phá dây á, phá dây ở đây nè, nó giật một cái người ta quên mở trước khi lên xe á, nó giật một cái nó gãy cái này rồi nó nứt luôn cái con này nha bạn, nó nứt nè, nứt gì thì nó hở, nó không có chạy được luôn nha bạn, nó hở xa cho cái hai con sâu này nè, km rồi nè, nó hở xa nó không chạy được. Thì khuyên các bạn là nên cẩn thận cái phần đó, mình thấy quên nhiều lắm. Còn thay á các bạn đừng có mua dây nhái, ví dụ như vô chính hãng thì mua nó đắt, mình mua cái dây 2 led này nè, tại vì công ty 2 led là nó sản xuất cái những cái gọng dây đó, gọng dây này nè cho hãng Honda, thì cái chất lượng đó thì mình khỏi bàn cãi luôn, giống như mình xài chén cỏ FMC vậy các bạn. Mình lấy gọng dây cho các bạn nhớ nha các bạn, 2 led nè, nó 2 led là cái công ty nè sản xuất các loại dây ga dây thắng, tại vì ba cái dây này nè, nhất là dây ga dây thắng thì các bạn xài dây kém á nó giật các bạn dữ lắm. Thì mình cho các bạn nè, những cái dây xịn nè, mình để là mình rút ra cho các bạn xem nè, người ta tẩm hết rồi nè, tẩm dầu đồ đen cạnh hết răng rồi đó các bạn thấy không, người ta tẩm từng cái mỡ rồi hết rồi nè, nè đó người ta tẩm mỡ hết, chứ không phải là những loại dây kém là cái gọng dây của nó khô mình gì mình phải cho mỡ vô thêm nha cô chú anh chị. Người Nhật á, công ty của Nhật người ta làm ăn rất là chất lượng nha các bạn. Rồi mình xin cảm ơn các bạn.